Xin chào anh em, chào em quay lại với kênh xe 24 Giàu của em ạ. Lần đầu tiên em chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Video này em sẽ cập nhật về giá xe cho em về dòng xe Mazda CX30 Chiếc xe Mazda CX30 thì nó sẽ có hai phiên bản cho lựa chọn là bản Premium và bản Luxury ạ. Nó đều là bản 2.0 hết anh em nha. Vậy thì video này em sẽ giới thiệu cho em về phần giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại để cho anh em có sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn anh em muốn được review xe, cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên thị trường miền Nam thì anh em hãy comment dưới giúp nhá. Để em sẽ lên cho anh em một cách chi tiết cụ thể ạ. Còn anh em mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em. Bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, sẽ so phép được đi vào vấn đề chính luôn ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Mazda CX30 bản 2.0 Premium ạ. Với giá biết của nó đang là 9 909 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán nhưng giá đang là 819 triệu nhầm nha Tương đương như vậy đang là giảm giá cho nên là 90 triệu tiền mặt đấy ạ Vậy là chiếc xe này là tương đương như là đang là được hỗ trợ cho anh em là một trăm trăm lệ phí trước bạ anh em nhá Còn anh em muốn được giá tốt hơn hay là khuyến mại như nào, tặng phụ kiện là sao Chi tiết bánh như nào thì anh em có điện cho em hoặc nhắn tin zalo cho em Chắc chắn anh em giá lúc đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nha Vậy thì chiếc xe Mazda CX-30 bản 2.0 Premium này Lăn máy nồi cho đằng này 950 triệu Trả góp thì đang là 307 triệu ạ Còn ở tỉnh như là 914 triệu Trả góp thì đang là 271 triệu ạ Còn ở thành phố Hồ Chí Minh như là 932 triệu Trả góp thì đang là 289 triệu ạ Nhà nước đã chưa có một công văn để hỗ trợ thuế trước bạn 500 cho những xe lắp ráp trong nước thì chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc của Mazda này Đã hỗ trợ cho em 100, 100 lợi lệ phí trước bạn luôn cho anh em đấy ạ Đó Ok tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Mazda CX-30 Bản uh, 2.0 Luxury ạ Với giá miếc của nó đang là 849 triệu ạ Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho giá đang là 760 triệu ạ còn em muốn được giá tốt hơn hay là khuyến mại như nào, tặng phụ kiện ra sao, chi tiết bánh như nào thì anh em có điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn anh em giá lúc đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhá. Vậy thì chiếc xe Mazda CX-30 bản luxury này lăn máy nội cho đang là 884 triệu, trả góp thì đang là 287 triệu ạ. Còn là tỉnh như là 849 triệu, trả góp thì đang là 252 triệu. Còn là thành phố Hồ Chí Minh thì là 867 triệu, trả góp thì đang là 270 triệu ạ. Ở dưới phần mô tả em có một đường link, đó chính là đường link về nhận báo giá. Anh em muốn gửi về giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại, trả thẳng trả góp, loại số ngành nào thì em điền các thông tin như là tên, địa chỉ, số điện thoại, loại xe cân tâm, hình thức trả thẳng trả góp để em gửi lại các thông tin chi tiết nhất, cụ thể nhất và chính xác nhất cho anh em ạ. Và các chi phí mà tính vào cho anh em đó chính là thuế trước bạ, biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí và chi đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự ạ. Còn một số các chi phí chưa tính vào cho anh em đó chính là bảo hiểm thân vỏ. Bởi vì bảo hiểm thân vỏ là do bảo hiểm tự nguyện. Anh em có muốn mua hay không mua thì phụ thuộc vào anh em thôi. Trừ khi anh em phải mua trả góp qua ngân hàng mới bắt buộc là phải mua tối thiểu là 1 năm ạ. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho em về phần giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Mazda CX-30 cho cả hai phiên bản rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh nhá để em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ các dòng xe của Mazda cũng như các xe khác nhau như là Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes hay rất nhiều xe trên thị trường Việt Nam. Để cho em sư lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn em muốn được review xe, cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên thị trường Việt Nam thì em hãy comment video nhá. em sẽ lên cho anh em cách chi tiết cụ thể ạ. Còn em mà chưa đăng ký kênh em thì em hãy đăng ký kênh của em. Bởi vì kênh xe hay tư giờ của em sẽ chuyên về giá xe, Tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ Ok xin phép em sẽ dừng video ở đây Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ